Sáng ngày 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn đầu tiên, ngữ văn. Đầu cần lưu ý là phòng chống săn lận thi, nhất là thiết bị công nghệ cao. Từ 7 giờ 35, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút. Buổi chiều từ 14 giờ 30, thí sinh làm bài thi môn toán, thời gian 90 phút. Ngay từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi. Các em mang theo vật dụng, giấy báo thi và bài vở, tranh thủ xem lại trước khi thi môn đầu tiên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi thi đầu tiên, thời tiết nắng nhẹ thuận lợi cho thí sinh tới các điểm thi. Thí sinh Trần Mai Anh Tiên, học sinh trường trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ cảm giác lo lắng đan xen vui mừng khi mình chuẩn bị kết thúc thể học sinh. Anh Tiên cho biết mình chuẩn bị rất kỹ tác phẩm Người lái đò sông Đà, Tây Tiến, Việt Bắc. Xong em vẫn học hết tất cả các tác phẩm còn lại. Trong các môn thi, nữ sinh tự tin nhất là môn toán. Bí quyết để đạt cao là không để mất điểm những câu dễ trước đó anh tiên đã nộp hồ sơ xét học bạ vào một số trường đại học và đã có kết quả trúng tuyển nên em khá thoải mái khi bước vào kỳ thi này hồi hộp lo lắng cũng là cảm xúc của thí sinh trần thị minh thư điểm thi trường trung học cơ sở trần văn ơn quận một tp hcm minh thư tâm đắc với tác phẩm đất nước nên mong muốn để thi môn ngữ văn sẽ ra vào nội dung này thư cũng đã trúng tuyển vào trường đại học mong muốn nhưng vẫn cố gắng dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông để có kết quả tốt nhất còn Lưu Diễm Phúc tại điểm thi trường trung học phổ thông Trần Văn Ơn cảm thấy tự tin với môn ngữ văn. Phúc cho biết mình không học tủ nên đã chuẩn bị kỹ tất cả các bài trong sách giáo khoa. Các bạn có nói với nhau học các bài Tây Tiến, Việt Bắc và Đất Nước, nhưng em vẫn học hết tất cả các môn, nữ sinh chia sẻ. Về nghị luận xã hội, Diễm Phúc cho rằng đề quá rộng nên không biết sẽ ra chủ đề nào, do đó em học kỹ các dạng bài và đọc thêm nhiều sách báo để có tư liệu thời sự. Đưa con đi thi ở điểm trường Lương Thế Vinh, chị Thắng tâm sự. Tôi dậy từ 5 giờ sáng sau cả đêm trằn trọc, mở cửa phòng ra thấy con cũng đã dậy rồi. Mẹ còn lo hơn con, mấy ngày nay con tôi phải động viên mẹ cứ yên tâm, kiểu gì con cũng đỗ. Chị Thắng cho biết thêm, con gái đã trúng tuyển Đại học Thương mại nhưng mong ước của con là Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại thương. Con chị thiếu 0,5 điểm khi xét tuyển sớm nên đặt quyết tâm cao vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này. Cũng tại điểm trường Lương Thế Vinh, cán bộ công an vừa phải dùng xe chuyên dụng để đưa một số thí sinh đi nhầm điểm thi đến điểm thi của mình. Lực lượng chức năng không tiết lộ thông tin thí sinh. Sau cơn mưa sớm vào sáng ngày 27 tháng 6, hơn 12.800 thí sinh ở Cần Thơ tất bật đến các điểm thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với môn thi đầu tiên là ngữ văn ghi nhận tại một số điểm thi ở quận Ninh Kiều, quận trung tâm của thành phố như trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm, Nguyễn Việt Hồng. Hầu hết thí sinh đều đến đúng giờ để vào phòng thi. Do là buổi thi đầu tiên nên không ít thí sinh tỏ ra lo lắng. Để ủng hộ con em, nhiều phụ huynh không ngần ngại ôm và thích lệ con cái bình tĩnh tự tin để hoàn thành tốt phần thi. Nữ sinh Như Quỳnh cho biết, ngữ văn là môn học sở trường của em nên em cũng khá tự tin. Tuy nhiên đây là kỳ thi quan trọng nhất kết thúc 12 năm đèn sách nên em vẫn rất hồi hộp, mong rằng bản thân đủ bình tĩnh để vượt qua các môn thi của khối C. Sau phần thi ngữ văn, chiều nay các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn toán. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thành phố có 12.886 thí sinh với 25 điểm thi. Công tác xã hội được các điểm thi địa phương quan tâm, phối hợp hỗ trợ thí sinh dự thi với 5.000 suất ăn, nước uống miễn phí. Ngoài ra, các dụng cụ học tập được cung cấp miễn phí, có hỗ trợ xe đưa đón cho thí sinh và bố trí chỗ nghỉ cho thí sinh trong các ngày thi. Tại các điểm thi, lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái. Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đông nhất với 109.078 thí sinh, gấp 34 lần Bắc Cạn. Bốn vị trí tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh 90.062, Thanh Hóa 38.775, Nghệ An 37.044 và Đồng Nai 34.088. Tính đến 17 giờ 15 chiều ngày 26 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98,96%. Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi chiều 26 tháng 6 hơn 11.000 em. Một số thí sinh chưa kịp đến sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng nay. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện tài khoản tung tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 là học sinh trường trung học phổ thông Trần Đăng Ninh, Ứng Hòa, Hà Nội. Theo đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định được chủ tài khoản TikTok mở quan đã đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Qua giả soát, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện tài khoản TikTok mở quan đăng tải hai video chia sẻ hình ảnh mô tả cho nhận định ở tiêu đề có liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Chủ tài khoản TikTok mở quan đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được các cơ quan chức năng xác định là NMQ, sinh ngày 30 tháng 6 năm 2006, hộ khẩu thường trú ứng hòa Hà Nội, là học sinh trường trung học phổ thông Trần Đăng Ninh, ứng hòa Hà Nội. Ngày 26 tháng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Công an huyện Ứng Hòa, Công an xã Quang Phú Cầu mời em NMQ và phụ huynh học sinh lên trụ sở Công an xã Quảng Phú Cầu làm việc. NMQ khai nhận bản thân một mình quản trị tài khoản TikTok mở quan. Ngày 22 tháng 6, Quy tình cờ đọc được thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên kênh TikTok Điểm sáng văn học 2024. Bản thân Quy cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Quy cũng có cảm quan về đề thi trùng với thông tin đăng tải. Vì vậy, em đã tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 lên tài khoản TikTok của mình để mọi người có thể tham khảo. Ngoài ra, NMQ không có mục đích nào khác, không có ý gây hoang mang dư luận. Sau khi làm việc với cơ quan công an, NMQ đã cam kết tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên tài khoản TikTok mờ quan. Cam kết không tái phạm. Trước đó, dạng sáng ngày 26 tháng 6, mạng xã hội xôn xao về tin độ đề thi 3 môn toán ngữ văn tiếng Anh. Các hình ảnh thông tin liên quan đến đề thi được phát tán chóng mặt trên nhiều diễn đàn. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đề ngữ văn sẽ là đoạn văn không phải thơ. Đặc biệt, phần nghị luận văn học sẽ gọi tên tác phẩm đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm. Đoạn thông tin được đăng tải còn nhấn mạnh, đề đại gia và còn 5 ngày nữa thôi sẽ không thể đổi được. Với đề toán, thông tin lan truyền cho biết mức độ khó của đề thi, trong đó 30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 khó dần và khó đỉnh điểm từ câu 36 với các dạng toán mới lạ, 7 câu cuối rất khó. Đối với đề tiếng Anh, theo thông tin đăng tải trên mạng xã hội, 7 câu ở bài học hiểu sẽ lấy từ một trang báo lớn của Mỹ, đăng vào ngày 28 tháng 5. Có 5 câu khác lấy ở một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm. Ngay sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát đi thông tin khẳng định tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 hoàn toàn sai sự thật. Bộ Công an đang vào cuộc xác minh đối tượng đăng thông tin sai lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lên tiếng cảnh báo các đối tượng lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Sáng nay ngày 26 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cảnh báo việc lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tối qua 25 tháng 6, trong một số nhóm diễn đàn trên mạng xã hội, chia sẻ lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về sự việc trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật. Hiện Bộ Công an đang tổ chức xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cảnh báo để tránh gây khoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Bộ đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin sai sự thật nêu trên. Các hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật, giả mạo xuyên tạc sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Theo ghi nhận, tối qua 25 tháng 6, nhiều tài khoản nhóm trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2024, 3 môn chính bị lộ. Cụ thể, môn ngữ văn đọc hiểu là đoạn văn không phải thơ. Môn toán 30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 bắt đầu khó dần. Định điểm từ câu 36 là khó hẳn và nhiều dạng toán mới rất khó và lạ. 7 câu cuối rất khó và phân hóa chốt hạ, để khó lấy điểm 8 cộng, rất khó. Môn ngoại ngữ lưu ý còn thiếu vì không thể biết hết các mã đề khác. Bài đọc hiểu 7 câu lấy từ một trang báo lớn của Hoa Kỳ được đăng vào ngày 28 tháng 5. Bài đọc hiểu 5 câu lấy của một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm, còn lại dự nguyên theo form năm 2023.